Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng xử nhau trước đại hội, Nguyễn Đức Chung lên đoạn đầu đài. Sắp hết năm 2020, công tác chốt nhân sự cho đại hội 13 trở nên cấp bách. Tất cả các vụ trọng án ông Trọng đã mang ra xử hết như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa, rồi giờ đến Nguyễn Đức Chung. Làm chính trị khi cùng làm với Đảng Cộng sản Việt Nam là vậy. Đấu đá nội bộ cứ như chuyện dài nhiều tập, mạnh thắng yếu thua và từ năm này sang năm khác. Trường hợp ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố có thể nói là khá đặc biệt và cũng có thể nói đây là vụ án lớn thứ hai của Trung ương Đảng khóa 12 này. Vụ trước đó là truy tố Đinh La Thăng 3 năm trước đây. Và hôm nay, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước tại Hà Nội, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát để truy tố 4 bị can, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung thời còn làm Chủ tịch Hà Nội. Vụ án Nguyễn Đức Chung kéo dài đã gần 2 năm kể từ khi vụ án buôn lậu của công ty Nhật Cường Mobi bị phanh phui. Lúc đó vụ án này vừa mới khai mào thì cộng đồng mạng đã biết đây là miếng đánh nhắm vào ông Nguyễn Đức Chung chứ không phải ai khác. Có lẽ dự tính của Bộ Công an là tóm được ông chủ Nhật Cường Mobi Bùi Quang Huy thì sau đó khui ra Nguyễn Đức Chung luôn. Nhưng không ngờ Bùi Quang Huy đánh hơi từ trước đó nhiều ngày và đã bỏ trốn cho tới tận bây giờ. Ông Tô Lâm và tay chân thân cận của ông ta được mệnh danh là trùm bắt cóc nhưng vẫn không thể nào lần mò ra được nơi ẩn náu của Bùi Quang Huy. Vụ án tưởng như bế tắc khi nhân vật chính là Bùi Quang Huy bật vô âm tín thì Tô Lâm và thân cận cũng tìm kịp thời ra cách khác để hạ bệ được ông Nguyễn Đức Chung. Đợt này Bộ Công an dự tính truy tố tổng cộng 4 nhân vật, trong đó có ông Nguyễn Đức Chung. Những tên tuổi có thể được kể ra như sau. Người thứ nhất chính là ông Nguyễn Đức Chung, sinh ngày 3 tháng 8 năm 1967, cư trú tại số 88 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Người thứ hai là ông Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1983, cư trú tại phòng 3312 CT1, chung cư Econ Green, đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, nguyên là cán bộ Bộ Công an. Người thứ ba là Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 28 tháng 7 năm 1983, cư trú tại phòng 16202, tòa nhà T2, chung cư Grand City, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, chuyên viên phòng thư ký biên tập. Và người thứ tư là Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1974, cư trú tại ngõ 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, nguyên là phó trưởng phòng thư ký biên tập. Đây là hình ảnh ba bị cáo Phạm Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc. Được biết trước đây 4 tháng, vào ngày 13 tháng 7 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ba người này. Chiều ngày 13 tháng 7, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an đã phát đi thông báo về việc tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của họ về những hành vi như chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo điều số 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bắt đầu thời điểm này thì cư dân mạng đã đánh giá rằng việc bắt Nguyễn Đức Chung chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ngoài tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, ông Nguyễn Đức Chung còn phạm tội gì nữa? Câu hỏi cũng được đặt ra. Ngoài ra còn có vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, gọi tắt là công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch Đầu tư và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra ở Hà Nội. Và đầu tiên vào ngày 11 tháng 8, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã đình chỉ sinh hoạt và đình chỉ chức vụ đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và sang tiếp đến ngày 28 tháng 8 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, quy định tại điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Vào ngày 21 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra
và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ông Nguyễn Đức Chung và 3 người khác về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Đây là hình ảnh cơ quan điều tra khám xét nhà ông Nguyễn Đức Chung. Theo kết quả điều tra của cơ quan an ninh, ông Chung và các bị can đã có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật, trong đó có tài liệu liên quan đến vụ án Nhật Cường. Trước đó vào ngày 11 tháng 8, ông Nguyễn Đức Chung đã bị đình chỉ công tác 90 ngày để xác minh, điều tra vai trò liên quan đến 3 vụ án gồm Nhật Cường Mobi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước khi bị bắt, con đường quan lộ của Nguyễn Đức Chung cực kỳ thông hành. Nguyễn Đức Chung cũng như được sắp đặt từ trước, không khác nào những thái tử đảng nổi tiếng như Võ Văn Thưởng hay Nguyễn Thành Nghị. Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, quê ở Kim Môn, Hải Dương. Ông là điều tra viên cao cấp, tiến sĩ luật, cử nhân kinh tế, được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi. Nhiều năm làm việc tại phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, ông lần lượt giữ chức phó phòng rồi trưởng phòng, phó giám đốc Công an thành phố, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra. Vào tháng 9 năm 2012, ông đã được bổ nhiệm làm giám đốc Công an Hà Nội. Vào cuối năm 2015, thiếu tướng giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung được bầu làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch thành phố hai nhiệm kỳ liền từ năm 2007 đến 2015. Trước đó có đơn đã xin thôi giữ chức vụ được Trung ương chấp thuận. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố giữa năm 2016, ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thêm nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu rất cao. Trong nhiệm kỳ ông Chung làm chủ tịch thành phố Hà Nội đã trồng mới được hơn 1 triệu cây xanh, hàng trăm hồ trong nội thành được cải tạo, nhiều đề án nhằm làm sống lại các dòng sông, trong đó có sông Tô Lịch được khởi động. Về học hàm, học vị và cấp bậc thì ông Nguyễn Đức Chung là tiến sĩ luật, cử nhân Học viện Cảnh sát Nhân dân điều tra tội phạm, cử nhân Đại học Thương mại Hà Nội ngành quản trị kinh doanh, điều tra viên cao cấp. Ông cũng là bí thư Đảng ủy, giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 13, ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung thời còn làm sếp tại Công an Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố, chắc chắn có người phải run vì quan chức của Đảng Cộng sản không bao giờ sai phạm một mình. Cấp trên của Nguyễn Đức Chung thời còn làm ở Công an thành phố Hà Nội là Nguyễn Đức Nhanh cũng sớm cho về hưu non. Còn sếp của ông Chung khi là chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì không ai khác chính là ông Hoàng Trung Hải. So với Chung thì ông Hoàng Trung Hải gánh án nhẹ hơn rất nhiều. Trong tay ông còn đang giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị. Thuộc hạ đã bị truy tố thì chắc chắn ông sếp này cũng phải run, đó là chuyện không có gì phải lạ. Trước đó vào tháng 9, ông Nguyễn Đức Chung lấy lý do bị bệnh ung thư và xin cơ quan điều tra cho tại ngoại để chữa bệnh. Điều chớ trêu là khi tại chức thì không thấy ông Chung nói gì về bệnh hiểm nghèo mà ông gánh chịu. Nhưng khi bị bắt giam thì căn bệnh ung thư lại xuất hiện. Căn bệnh này cũng có thể là thật, cũng có thể là giả tạo. Nhưng dù thật hay giả tạo thì cơ quan cảnh sát điều tra đều nhìn ra ý muốn xin ra ngoài rồi có thể bỏ trốn của ông Nguyễn Đức Chung. Để đối phó với chiêu bài này của ông Nguyễn Đức Chung, vào ngày 2 tháng 10, Chánh Văn phòng Bộ Công an ông Tô Ân Sô cho biết cơ quan điều tra đã nhận được đơn của luật sư đề nghị bảo lãnh cho phép ông Nguyễn Đức Chung được tại ngoại chữa bệnh. Qua kết quả điều tra và trao đổi với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì thấy nói rằng tội chiếm đoạt bí mật nhà nước có tính chất rất nghiêm trọng. Do đó, cơ quan điều tra chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn. Và ông Sô cũng cho biết cơ quan điều tra đã phối hợp với cơ quan y tế trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho ông Nguyễn Đức Chung trong trại giam. Về sức khỏe của Nguyễn Đức Chung, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của cơ quan điều tra, tình trạng sức khỏe của ông Chung hiện nay là bình thường trong điều kiện mới. Và vụ án của ông Nguyễn Đức Chung cũng đang được tiếp tục mở rộng để điều tra. Đây là hình ảnh bài báo bác bỏ đề nghị xin tại ngoại của ông Nguyễn Đức Chung. Vào giữa tháng 9 năm 2020, luật sư Trương Trọng Nghĩa là người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Đức Chung xác nhận gia đình cùng luật sư đang làm thủ tục xin tại ngoại cho ông Nguyễn Đức Chung để điều trị bệnh ung thư. Và người đã rơi vào tay của Bộ Công an Việt Nam thì chắc chắn là họ không thể thoát được. Bắt được ông Nguyễn Đức Chung là kế hoạch lớn của những người cầm đầu Bộ Chính trị. Khi cá đã vào tay thì không thể để nó dễ dụa thoát được. Nếu để Nguyễn Đức Chung thoát thì công tác nhân sự Đại hội 13 lại bị xáo trộn. Không đời nào Tô Lâm dám để sổng Nguyễn Đức Chung cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020 với bản tin
đảng xử nhau trước đại hội Nguyễn Đức Chung lên đoạn đầu đài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.